cam nâu. Và tiếp theo dụng cụ gồm có kéo, thước, bút, hồ keo. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm nhé. Mình sẽ sử dụng vòng tròn để vẽ hình tròn lên đây.
đó mình sẽ sử dụng tờ giấy màu vàng để làm cán cho cái ô này nhé. Theo mình sẽ dán tất cả các cánh vào với nhau nhé. Mình sẽ dán so le màu. Có mình sử dụng băng dính hai mặt để dán cuộn tròn vào đây nha.
Như vậy là chiếc ô nhiều màu của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.